Hello chúng có trại với Châu Thông và đến với một giá đường trên của The Bao ngày hôm nay sẽ là tiếp tục một con rách full AP nhưng siêu đẩy lẻ anh em nhé và cùng xem cách đẩy lẻ của The Bao với rách full AP như thế nào, nào. Let's go. Let's do this. Ok, Ngọc tái thu hợp cho anh em tham khảo con rách full AP của The Bao vẫn sẽ là tăng tốc pha anh em nhá Kèo đấu ngày hôm nay sẽ là kèo đấu gặp một con Olaf, một kèo đấu kỹ năng nhưng mà vì The Bao thích đánh rách AP nên nó là một con tướng cần thời gian và đầu trận chắc chắn là bị thua kèo so với Olaf phía bên kia rồi. Cần tăng tốc pha để farm theo kiểu chụp giật sau đó bỏ chạy thôi chứ đánh Odin không có lại anh em nhá. Tăng tốc pha giải bán năng lượng tập trung tuyệt đối cùng với cuộc phòng tích tụ bằng phụ lấy kiểm soát điều kiện cùng với lan tràn. Chỉ số ngọc sẽ là tốc đánh sát thương thêm cùng với máu theo cốc. Thì cùng xem xem là xử lý kèo với Olaf thì có phải bán mạng để farm nhiều hay không. Trong, Trong lúc loát game thì đang ngồi xem xem là Freak nói gì về những sự thay đổi của những phiên bản sau à? 14.19 trên PBE uh, anh em ạ Đời bao cũng rất là thích nghiên cứu meta để uh, tìm ra những hướng chơi cho riêng mình <laughs> Còn uh, chắc là cấp một đi câu cá ha Khởi đầu với phong ấn tái sử dụng đi câu cá anh em ơi Kèo này thì cố gắng farm thôi các bạn dù sao thì con rách ap nó cũng làm con tướng cần thời gian nó scale rất mạnh đây là một con tướng khi đã scale lên tầm 3 trang bị trở lên là nó bắt đầu giao tranh khỏe rồi anh em nhé nhưng mà đầu trận thì nó khá yếu được cái lối chơi này thì có quyền proxy e điểm cộng thứ ba là chết ba con sao rồi anh em ơi Và vào kèo khó quá thì chúng ta áp dụng chiến thuật tối thượng yeah, đi proxy cùng với bán mạng để farm Ván này thì cánh dưới có Nidali cùng với Yone. Bot thì là Thresh cùng với Ashe. Phía bên kia hình như sao thủ đối phương là một con Raven anh em ạ. Mid thì là LeBlanc. Cùng xem xem là đầu trận thì uh, farm như thế nào trước một con đấu sĩ mạnh như là Olaf. Olaf là một con tướng đấu sĩ đi đường cực kỳ mạnh. Cái E của Jack nó sẽ counter được phần nào đó sát thương đến từ Olaf với đánh tay nhưng mà QE thì không. Câu cá sương xương được tầm 4 tiền sau đó đi farm ha. Nâng E cấp 1. Chờ lính yếu máu rồi xử lý thôi. Olaf thì khả năng cao cấp 1 đối phương sẽ cộng vào cái kỹ năng Q. Bật E giảm đam sau đó thì farm thôi anh em ơi. Ưu tiên kinh nghiệm, ưu tiên chỉ số farm. Và đội hình đối phương thực ra là khá mỏng. Không có quá nhiều về mặt chống chịu đến từ đội hình bên phía team 1. Nó sẽ là một cơ sở để rách full AP về late game. Nó sẽ có khả năng on shot anh em nhé Level 2 trước dành cho Olaf Đối phương QE cấu rỉa cực đau rồi Né quy tốt Tiếp tục farm tiếp đến từ đợt bao Đối phương bổ E với sát thương chuẩn Và sau đó kích tăng tốc pha té thôi anh em ơi Olaf thì nó sẽ mang theo tốc hành Để đánh cái thấy từ nhà đến trường anh em nhé Nhưng mà cái tốc hành này nó sẽ ảnh hưởng đến cái khâu đẩy lẻ Khá nhiều Cái khâu macro ấy các bạn Cái khâu silent 131 đó là cái khâu mà những cái tốc hành đường trên của những con như Darius hay là Olaf nó sẽ là một khó khăn khi không thể kiểm soát đường cánh được so với con rách có TP như thế này. Dự là kèo này là kèo phải fit khá nhiều đấy anh em nhé. không fit là không được pha mà kèo này con Olaf nó rất áp lực. Mic đam ăn lính dưới trụ anh em ơi. Ok tốt luôn. Trượt như là một con thì phải. Quy gái ok 17 trên 19 tính ra vẫn ok ha Olaf thì reset sau đó thì chắc là về rồi Nó reset way sau nó về anh em ơi Cánh dưới thì dừng đối phương Lee Sin đã gãy rồi Ngon anh em ơi cánh dưới có lợi thế Những cái ván đấu mà đường dưới hoặc là đường giữa rừng của mình có lợi thế các bạn Thì nó lại càng chiêu Cấp độ 4 với hai điểm cộng đến từ kỹ năng E và Nó sẽ tốn khá nhiều máu để proxy vì mỗi con lính nó còn một hit anh em ạ Khá là khó chịu luôn nó phải là level 5 anh em ạ à. Đối phương sẽ có xu hướng đóng băng cái tên này Còn đời bao thì vòng ra phía sau trụ để proxy Nhờ Đóng băng đi bạn Tôi đi từ proxy Ông làm gì tôi Đây là cấp độ 4 Vẫn sẽ tốn hơi nhiều thời gian để xử lý cái tên lính Có xe to này Nhưng mà kể cả là đối phương Đóng băng thì cũng làm gì con lính để đóng băng anh em Đối phương phải bán máu để giữ lính á Mình thì còn dịch chuyển Mất máu nhiều quá con xe bắn thấm thế nhờ à, máy quá vẫn kịp Vẫn kịp con xe to Ok anh em ơi à. Nhưng mà Lee Sin khả năng ca đang ở rừng trên đấy anh em Về kịp không nhờ Mày ngó không có thấy tao Mày ngó không có thấy tao Mày ngó không có thấy tao Về đường ấy, anh em ạ à. Ngon 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 Được một cái gậy bùng nổ mang ra với 69 AP Cấp độ 5 đã có Chiếc kiểu này nếu các bạn đi đường đi default với con Olaf phía bên kia là nó đi đó các bạn Nó đi tới luôn đó nó đóng băng nó đi tới nữa các bạn <laughs> Thì mình đi mình proxy thôi Cánh dưới lại tiếp tục có lợi thế Thôi thì, thì... có fit đầu trận một tí chắc cũng không sao ha Đồng đội đánh hay như thế này Thì lại càng có cớ để đi proxy Lâu lâu thì dừng đối phương sẽ lên bú một mạng Trong lúc mình proxy không sao Ôi rồi ôi Olaf đánh kèo trên mà đánh cái gì mà mua kháng phép đấy ông Đó level 5 các bạn thấy một cái E thôi là cái tên lính nó cũng bị mất đi khá là nhiều rồi đó né quy đối phương tốt đấy từ đéo bao còn cái quy chạy. Đánh tay W quy và lính chạy và đó là một cú quy không đủ tốt đấy từ Olaf. Nếu con Olaf nó giữ quy lại mà chờ con rách này quy sau đó nó mới quy theo á là cực kỳ nguy hiểm. Kéo lính được không nhờ? Bỏ mứa mất một con rồi. Cánh dưới thì vừa rồi xạ thủ đã đổi mạng với Draven phía bên kia và Olaf quyết định là không ăn lính à ông? Yone đang có những dấu ping rồi. Đéo bao thì đang huýt sáo ở đây. <laughs> À, Lee Sin lên cánh trên với một cái bùa đỏ dưới chân, The Void đang có cho mình đó là level 6, Olaf quyết định bỏ qua hoàn toàn tân lính xe to à? Quyết định quy vào và sau đó thì bật E không đủ mana R, à vừa đủ đấy. Né luôn cái quy Olaf thế thì không có acid cho Olaf luôn rồi, Olaf mất quá trời lính mà không có acid luôn ạ. À? <laughs> ngon 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 ngon. Con <laughs> Lee Sin lên ăn được một mạng nhưng mà Olaf thì không có được quá nhiều lợi điểm à, xin ăn mạng thì có vấn đề gì hay không thì không anh em nhé à, Không phải len của chúng ta Không phải vấn đề của chúng ta <laughs> Ê mất giáp trụ à À xùi thế nhờ Slow with Jack Johnny kêu là chờ đời bao nhưng mà có thực sự là Cần đến con Jack đang không còn chiêu cuối như thế này hay không Đồng đội giao tranh và ép lui đối phương chứ chưa có mạng nào cả yone kêu là chờ con rách nhưng mà thực ra là đồng đội chờ đờ bao chứ đờ bao cũng đâu có ý định hỗ trợ đồng đội đâu hả <laughs> đầu game anh em cứ gánh tôi đi Lấy game tôi gánh lại các bạn không vấn đề gì nếu mà một game đánh bình thường thì nếu mà cánh dưới đánh hai cánh trên chỉ cần không chết là win anh em nhé nhưng mà nếu như thế thì nó thành những cái game bú win nhìn nó rất là nhìn nó rất là ừ không có còn ten <laughs> cái game đáng nhẽ kết thúc 30 phút thì mình uh... ôi cái gì vừa e lên hai người đây hành trình kỳ diệu đâu ra đấy Thổi xong rồi kích được tăng tốc pha và sau đó thì mất tốc biến đối phương dí theo khi chạy được hay không có lồng đèn né sóng âm tốt đến từ đường bao xử lý lính lên level 7 với điểm cộng thứ tư đến từ kỹ năng e đối phương rắc rock, rock lao vào bật e lao lên nhưng mà đối phương tốc biến chạy được ly xin e phờ lát uh, giao tranh sau đó thì sao ấy nhỉ có vẻ là hơi khó khó thì phải không đủ đam nidali đang không có góc để phóng lao Vừa EQ lên một cái là ngay lập tức xuất hiện ba thành viên đối phương. Nó còn tốc biến nhiều quá anh em không xử lý được. Tôi đang tính nói là nếu một game mà đồng đội cánh dưới đánh hay mà mình đứng trên mình chỉ cần bú win thôi đó các bạn thì game nó tầm 30 phút. Nhưng mà đối với lối chơi của đội bao thì đội bao cũng muốn tác động tới ván đấu bằng việc là tôi bán mạng tôi farm. Thì các bạn thấy hiện tại chỉ số farm vẫn đang ok. Chỉ là nó sẽ có những cái mạng cho Lee Sin phía bên kia thì nó vẫn sẽ thành một game đấu 40 phút và đến cuối trận thì đội bao vẫn sẽ có tác động vẫn sẽ gánh tim được khi skillet thì nói chung là mình cũng có khả năng gánh tim nhưng mà thay vì win 30 phút thì mình win 40 phút thôi <laughs> thay vì bú win đồng đội thì mình gánh đồng đội ở tham minh tầm 40 phút anh em nhé nó là cái phong cách chơi của đội bao đối phương có cho mình một cái kiếm răng cưa à, vãi ạ à. Ô lên đồ cực kỳ an toàn pha và lao vào bật luôn cả chiêu cuối đến từ đời bầu lấy máu đối phương kích tăng tốc pha và té thôi nhưng mà con Olaf này yếu máu không đồng nghĩa với việc là nó sẽ chết đâu nhá cái lượng trang bị như thế này là không đủ để sốc sát thương đặc biệt là mất chiêu cuối thì mình nghĩ là đi farm thôi vì Olaf yếu máu có kiếm răng cưa thì Tôi nó còn cái tiếp lưu nữa rất là khó giết các bạn nếu mà không có được cái khả năng sốc sát thương thì nó sẽ hút máu lại rất là nhanh Lấy máu đối phương ép đối phương farm trong trụ và mình đi proxy ha Cánh dưới bắn này đánh ổn quá mà Đời bao đang fit hai mạng nhưng mà không vấn đề gì anh em ạ Thứ nhất đời bao vẫn ổn Thứ hai đồng đội đang gánh được cái early Mà những cái giáo án của đời bao mà đồng đội gánh được early thì thôi đấy Ông ấy fit tới luôn á Bot có một tình huống hai mạng dành cho đồng đội của đời bao Team deep thực sự Ê, tính cắm mắt vào à ông thôi 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 giữ con mắt này mà chạy ông ạ Tôi biết là đầu trận có quyền fit nhưng mà ý là mạng nào chạy được thì cứ chạy thôi anh em. Tăng tốc pha rồi con rách này nó quy nó chạy được thì nó sẽ câu được khá là nhiều thời gian, tức là những cái mạng chết của mình sẽ câu được cực kỳ nhiều thời gian đối phương, đôi khi nó lại còn không chết nữa cơ. Thì việc đối phương tốn thời gian như vậy cánh trên sẽ tạo ra những khoảng trống cánh dưới cho đồng đội xử lý cánh còn lại. Vừa rồi là một tình huống đổi mạng giữa Thresh cùng với LeBlanc As hơi yếu máu ly xin có double kill đó. Con Lee xin ăn hai mạng của đời xong nó xuống cánh dưới nó <laughs> đấm tim không chưa phát nào rồi đây này Mà anh em cứ yên tâm tôi gánh được à, Một pha băng trụ đến từ đời bao với EQ lao vào Nhưng mà không có chiêu cuối đến từ đời bao để bớt sát thương Yone cũng tốc biến lên nhưng thực sự là không có đam à, Một tình huống lao lên đến từ Raven Có thêm hỗ trợ đối phương ở đây và quyết định đời bao là về à Cảm giác là không có tốc biến ở lại cũng không bắt được Raven đâu anh em Chỉ làm một cái turn proxy sau đó mình có một chút khoảng trống mình ra đường giữa hỗ trợ đồng đội vậy thôi chứ còn <laughs> Không có mạng anh em nhé Hỗ trợ kiểu gì mất thêm cái tốc biến Yone không đủ đam <laughs> Hỗ trợ hay quá mốt đừng hỗ trợ nữa Cứ farm thôi được rồi Cứ farm đường trên tôi fit một tí chắc cũng không ai chửi đâu ha Olaf đánh chặn luôn là căng giữ bạn chứ Farm với ra đường giữa ép cái tốc biến của Yone sau đó thì lên đường trên farm tiếp ha. <laughs> Nghe nó hơi sai sai ha. Rồi, pha này là thấy mất máu hơi nhiều rồi, bật E để dọn lính. Trong lúc các bạn bật E các bạn đấm từng đối phương luôn anh em nhé Ui, chiều cuối để farm lính luôn à, đối phương có cái quả dìu khó chịu thế. Hỏng rồi. Cái quả dìu vừa rồi của Olaf rất là hay anh em nhé Cái quả dìu đó nó khác hoàn toàn với quả dìu ở đầu trận quả dìu đó là cái quả dìu mà con rách này nó quy vào lính nó chạy là nó vẫn chạy theo nó nhặt dìu nó đấm tiếp được nha Ui, dừng đối phương lại con ở đây nữa uhm, Tôi có TP nhưng mà sâu này đánh được hay không đây, cảm giác là hơi khó khó Bot đối phương cũng lên cánh trên luôn rồi Đấy, xương xương đầu trận feed ba mạng ha Nhưng mà cùng xem xem là con rách này nó sẽ ao macro như thế nào với cái dịch chuyển Mày thế nhờ, có vẻ không may lắm, có hộ vệ nhưng mà bị dính thiên mệnh chắc là đi rồi Nanh Na Show đã có dành cho Jack của Bao. Đã có cái sát thương lên công trình rất là tốt với một cái Nanh Na Show anh em nhé. Cái áp lực để lẻ với Nanh Na Show là rất tốt. Cái game bắt đầu có dấu hiệu thua thua rồi đấy anh em ạ. Cánh dưới không còn có thể gánh nổi con Jack này nữa rồi. Cánh dưới lúc này đang phải đối mặt cùng với một con Lee Sin cực kỳ xanh phía bên kia. Weekend 9x Threat. Hả? Thred đang bị con Yone nó trôn rồi, nhầm nó 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 blame rồi. Hitting minion. <laughs> Chắc là kéo nhầm vào lính ha. Rồi, hỗ trợ đối phương lại còn lên đây nữa lao vào nhưng mà không có chiêu cuối để bớt sát thương con ba. Vẫn chạy được, Đây là một pha đồng đội cũng bắt đầu hơi lục đục nội bộ rồi nhá. Ê, bấm bê vệ ẩu hả bạn? Rồi, bớt sát thương với chiều cuối có mạng dành cho đời bao. Ô nhưng mà uh, reset tiền quả này có sớm quá không anh em? Mới 13 đã reset tiền rồi. Pha lao lên để có thể dọn lính đến từ đời bao, Olaf rất trâu. Tính ra thì kèo này đời bao vẫn đang farm ổn nhưng mà còn Olaf phía bên kia nó cũng farm ok đấy anh em nó đang tiếp cận cái giáp trụ thứ hai rồi thực ra đời bao cũng đã có hai giáp trụ rồi anh em ơi nhưng mà một giáp trụ không có tiền mana đang là hơi lâu trong lúc bật e các bạn cố gắng đánh tay vào tướng đối phương để lính nó đánh mình và cái e nó sẽ tối ưu sát thương dọn lính luôn té ha mất tăng tốc pha về thôi anh em về lấy cái gì đây rồi, pháp sư à hai cái sách cũ chắc là mất một tên sáu con ở đây rồi Olaf vẫn chưa về <laughs> Maybe we can win <laughs> vừa nói là game nhìn nó cũng vẻ hơi khó khó Tôi đang scale rất là ngon nhưng mà nhìn game nó vẫn hơi khó khó Nhưng mà maybe we can win Vẫn có thể win Thực ra là nhìn vào đội hình đối phương ấy các bạn Là con lếp lăng là con pháp sư có khăn này lẻ Nó rất là cơ động để đẩy lại được hay không thì nó phụ thuộc vào việc là có kỹ năng chạy hay không thì oh, yeah. It's the first nó cũng có thể gặp một chút khó khăn nhưng mà vấn đề ở đây là cái khả năng ao macro với dịch chuyển nó vẫn là một cái gì đó ở rank cái này ở phải ở rank cao thì nó mới đặc biệt tỏ ra hiệu quả anh em nhé pha này thì kích tăng tốc pha chạy thôi anh em đối phương ra rock đối phương bye bye. tốc hành ấy. tốc hành cao vậy bạn thôi 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 cho tôi chạy <cười> <cười> bye bye game out Đứng đây proxy luôn nhờ Bật E proxy tôi không cần chu cuối đâu anh em Tầm này cái E nó phản đam là hết rồi Ôi có Lee Sin ạ Flat Ok câu giờ đấy anh em ơi Nãy mới ăn cái mạng con ba xong bây giờ mạng mình là 300 rồi Phải chạy thôi anh em ạ Bây giờ đánh cũng không lại người ta đâu Bây giờ có một cái đánh la so như này đánh không lại con Olaf đâu các bạn ổn in không bao giờ lại Thôi thì mình cứ kiểu farm kiểu chụp giật đấy các bạn Farm xong tôi chạy Ông lấy gì ông dí được tôi Ông tốc hành dí tôi thì tôi cắm mắt từ quy, tôi, tôi tốc biến, tôi tăng tốc pha gì gì đó. hai ừ, 200 AP thời điểm này 192, gần 200. Thì Dam đã đủ để làm khó con Raven hay là chưa? AD vừa ăn được trụ dưới boss sau đó swap lên cánh trên thì bị con Olaf nó chặt chết rồi. Một pha giặt ra khá hay đến từ vị trí của Raven. Raven hết mana và nó cũng là một con Raven yếu, một bốn Raven một thì không có nhiều không có nhiều tiền nội tại đâu anh em. Nó à, nhấp nhấp cái gì đấy tầm này là team The bao chưa mất bất kỳ một trụ nào đối phương thì mất hai trụ cánh đây là một cái điểm cộng trong việc đánh macro với dịch chuyển tham minh này thì đang có cả sứ giả lẫn rồng đồ này thì chưa ăn sót được anh em nhé đồ này là chưa thể giết con raven được vòng ra phía sau trụ của raven với một tình huống bỏ qua một con lính bật e để có thể ăn lính nhưng mà lee sin có mặt Ôi yeah. sóng âm hack não thì lee sin luôn ạ à. vãi like rồi nha Lee Sin rồi Con Lee Sin này ăn like thì chắc là cũng tới 4 mạng Của đầu bao đều là 4 mạng rồi tay Lee Sin đúng không nhỉ Hình như thế đấy các bạn <cười> 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 Hơi nuôi quái vật rồi Nhưng mà để xem xem mình sẽ gánh tim như thế nào anh em ơi Đẩy lẻ thôi Mình nghĩ phương án tốt nhất lúc này là đẩy lẻ Lúc này tim fight thì mình chưa có đủ đam để on shot đó. Thì mình đẩy lẻ thôi Why are we losing? đây <laughs> đang hỏi là tại sao chúng ta mất hết mục tiêu như vậy? Mất hết rồng, mất hết tất cả mọi thứ. Ai biết đâu hả? Hỏi gì, hỏi gì khó dữ, ai biết. Ui, chú cuối xịt. Thế thì lớn đâu ra đam để giết con lệp lăng ở đây? Lệp lăng cũng mỏng. Miss cái chú cuối rồi. Sau đó thì đồng đội đang muốn ăn sứ giả cánh trên chứ không ai xuống để hỗ trợ đời bao trong việc đẩy lẻ. Đối phương lại còn có người xuống hỗ trợ một một với lệp lăng thì không phải vấn đề nhưng mà support đối phương thì hơi phiền vẫn có thể cù cưa chạy được help help lách trái lách phải tốt và sau đó thì quay ngược trở lại bật e kích tăng tốc phá thêm con ly Sin ạ <laughs> né luôn cả biến ảnh nhưng mà someone <laughs> please thôi thì đấy mình cứ chết như thế này là đồng đội ở cánh trên lại được chơi game anh em ạ Ván này là Đời bao ăn được một trụ đường trên, át ăn được một trụ đường dưới. Khoảng trống có để Yone tiếp cận trụ hai và đường giữa đối phương cũng mất trụ luôn rồi. Nhưng mà chưa ăn sứ giả à? Sao các bạn còn chưa ăn sứ giả đi còn chờ cái gì nữa? Chờ Lee Sin lên hay cái gì? Nhanh còn kịp. Tôi đã hy sinh tấm thân quý giá của mình với KDA một năm. <laughs> để cho các bạn ăn sứ giả mà các bạn không ăn. Trời ơi! Mất trụ bot luôn rồi Không gỡ sứ giả mà ăn trụ hai đường trên cho Yone đi trời ơi Cắm đầu cắm cổ farm không Lệp lăng hết mana rồi Thực ra cái đường cánh bạn thấy đó Con lệp lăng nó mỏng lắm Nó không thực sự quá đe dọa Nhưng mà để giết nó cũng khó à Bảo nó giết mình thì nó sẽ cần thêm người đó Nhưng mà mình không giết được nó thì nó cũng không giết được mình mà nó đang có đồng đội xuống backup liên tục còn đội bao thì sao đội bao đang có định bọc sau để có một pha team pha như đối phương đào hành trình kỳ diệu tiếp cận đội bao đang phải một vs bốn ạ pha la vào kích tăng tốc pha né sóng âm cái nhẹ né luôn cả mắt xích không gian lồng đèn quang ra đến từ thread sau đó thì yone tới với một cú đạt mệnh nó vào không khí á tử cũng vậy ạ thôi thế thì Chút rút nhờ thread vẫn đang muốn dấn lên để có thể lấy thông tin với cú đóng hộp sau đó thì đối phương lao xuống với một con lệp lăng sốc sát thương và nó không đủ để lấy mạng của yone Eh, có ai chết không vậy giao tranh LCK à Một tỷ người yếu máu nhưng mà không ai thực sự lên bản đến số ở đây cả Uầy Đánh nhau căng thực sự ạ à? Yone xuất hồn Q3 cũng không trúng cái gì thì phải Trụ hai được hay không anh em ơi Trụ hai đang có lợi thế về máu dành cho team của The Bow Lee xin sóng âm nhưng mà không dám vô ảnh cước lao vào The bao lao vào bắt choáng tốt nhưng mà đồng đội đâu rồi Đ Đối phương đào hành trình bỏ chạy The bao đặng <laughs> <laughs> Thôi thì ăn cái trụ hai về được rồi ông ơi ông dướn cái gì đấy lại trôn rồi lệp lăng tp bọc sau án tử hay xuất hồn q 3 tốt lệp lăng dính cho mình đó là nội tại của nidali nhưng mà đối phương lại còn biến ảnh phóng lao không thành công và yone giật về thì bị đối phương dứt điểm legendary dành cho một con lysin xin từ một con lysin xin như là không một thành một con lysin xin tám một rồi bán luôn phóng ấn để hướng tới cho mình một cái kiếm tai ương và sẽ không có dịch chuyển tham minh này chết ba người rồi To be honest, game it just impossible to play We have Thresh and AP Jack Just useless <laughs> Yone chán rồi, Yone nản rồi Yone kêu là game này không thể chơi nổi nữa rồi Chúng ta có một con Jack AP và một con Thresh thực sự là những con tướng quá là phế vật Go GG, FF Yone đang kêu con Jack AP này phế vật ạ Ờ, <laughs> à, để xem có phế không nhá Nãy giờ là team của đội bao đã mất đi hai trụ cánh dưới rồi anh em nhé Nhưng mà ăn được một trụ đối phương đó là trụ hai khu vực đường dưới Thì với cái việc là con Olaf nó không có dịch chuyển này các bạn Nó sẽ không thể đẩy cao đường cánh như là con rách này Hoặc là nó sẽ không dám Nó sẽ không có công cụ để TP đánh nhau Con rách này cứ đẩy quá là chiêu rồi Chỉ số fan theo thời gian tốt Sau đó thì ra hỏi thăm sức khỏe Raven ha đã có kiếm tay gương rồi 245 AP raven tầm nghìn uh, sáu máu trong tình huống này mất quy vật lính ạ chặn lính để farm không cho raven chơi game sau đó thì mất e một cái là raven dẫn lên với sung huyết đấm luôn các thẳng với bạn tôi chỉ proxy một tên đường giữa thôi mà À đây tôi chết nên tôi proxy một tên để đỡ mất công trình ha nhưng mà con rồng này cảm giác là hơi hơi khó khó rồi À, đối phương không có dịch chuyển mình ăn trụ ba với hai sâu thì sao có kiếm tay ương có nanh na so gõ trụ cũng là rất đau lốc xoáy tử vong dọn linh đến từ raven nhưng có trụ ba dành cho đờ bào ok chưa bắt đầu quá trình đẩy lẻ 20 phút mới bắt đầu có cái tác dụng gọi là đẩy lẻ đến từ đờ bào sau đó thì quy chạy anh em ơi ý <laughs> <laughs> cái, cái, chiến thuật này nó gọi là chiến thuật đi bê lén ấy, anh em ạ đi đi p trụ lén một chiến thuật cũng khá khó chịu trong xếp mạng đơn Ui đối phương bắt đầu kéo về rồi Ui, Thêm con support nữa Thêm con Raven nữa à, Thêm con lêm nữa oh, <laughs> mì. Lấy thêm một cái trụ nữa thì sao Một mạng của Jack mà đổi được một trụ thứ hai đường trên Nó vẫn là ok anh em nhé Cái đường cánh đối phương nó thực sự có vấn đề Cái silent của đối phương đang thực sự có vấn đề Đối phương vừa có một con rồng nước Và ván đấu này linh hồn rồng nước cũng hơi mạnh một tí Nhưng mà căn bản là mình cũng xác định là Không team fight năm năm ấy các bạn Rồng <laughs> nước cũng không lo lắm mình chỉ đi để lẻ thôi mà Tôi thấy là con Lee Sin nó cũng lên man rồi thì phải anh em ơi Ui Đó đánh tay với theo đến từ hỗ trợ đối phương vẫn khiến cho as phải lên bảng Quá khó cho as Ván này gặp con Olaf là thấy khó chơi rồi Có thể cản bấm B về được không? Đội bao đang muốn TP bot Đội bao đang rất là muốn TP cái tên bot này Nhưng mà đồng đội không ai có áp lực nào để cản đối phương bấm B về cả Olaf đang phải còng lưng ra đép khu vực đường dưới trong lúc đó thì vẫn có thể suy nghĩ câu chuyện giao tranh được anh em nhá giao tranh được này Olaf nó không có dịch chuyển anh em ơi nhưng mà team đang ở hơi xa đây là một cái thế rất khó dành cho Olaf anh em nhá pha lao và bớt sát thương với chiều cuối đến từ đời bảo one shot thành công xạ thủ đối phương với một pha bớt sát thương và tốc biến đi được sau đó lại tiếp tục tìm góc để giao tranh hay là tìm phí bot luôn ạ <laughs> Stop con Olaf lại anh em ơi đừng cho nó về anh em ơi đừng cho Olaf về là tôi có thể phá nhà Con rách này có rất nhiều Olaf về đến nơi rồi Nhưng mà team giao tranh sau đó thì sao Ch chắc chắn là win Ch chắc chắn là win Bây giờ Raven chết rồi Còn Olaf đang ở đây thì đồng đội chắc chắn là có cái thế năm ở à nhầm 4 đánh 3 anh em nhé 4 đánh 3 Một người đối phương trên bảng một người đối phương ở nhà thì 4 đánh 3 Baron là dễ đây là một cái dịch chuyển nó tương đối deep Tận dụng cái dịch chuyển vào một cái mega đường dưới tạo áp lực Bắt cho nó có đồ lap này nó phải về đép Và team mình giao tranh thắng có Baron A macro là dễ luôn anh em ạ Nhưng mà để thực sự A macro như thế này thì cũng yêu cầu là đồng đội phải biết chơi Nếu các bạn đánh ở rank thấp và các bạn áp dụng chiến thuật này nó hơi khó đó vì nhiều khi các bạn TP xuống deadbot là đồng đội cũng chẳng biết phải đánh nhau như nào cánh trên xong nó lại đi lang thang nó chết hoặc là gì gì đấy kiểu kiểu vậy. Còn tầm rank cao thì người ta biết macro rồi, người ta biết tận dụng những cái khoảng trống mà cái lối chơi của đội bao được tạo ra ở đường cánh ấy, Để có thể kiểm soát các mục tiêu hoặc là phát động tấn công giao tranh ở cánh còn lại Và cái lượng đam con Jack này ảo ha Vừa rồi có tầm 268 AP đúng không nhỉ Là nó đã đấm chết con Raven full cây rồi anh em ạ Tầm 3 đồ là thấy bắt đầu có khả năng one shot rồi đó Quyết định đứng dình lệp lăng luôn à Bọc sau một con lệp lăng và lệp lăng làm cái gì đó với tình tốc biến à đang pk với yone bật e lao vào với Q, đoạt mệnh tốt đối phương tăng hình gỡ được một mạng dành cho jack của the vào trong tình huống này ok anh okay. em ơi on for one không tệ không tệ vẫn đang còn bút baron <cười> <cười> sao con á này đi theo mình làm gì nhở <laughs> đẩy Waymit lên trời ơi để tôi đi một mình thôi tôi câu kéo thời gian cho ô oh, raven lại face check rồi raven lúc xoáy tử vong ăn mạng và sau đó thì lại bị one shot bởi the vào. bóng a bomb a bomb a a die for this chắc là chết rồi ăn cái mega này chết rồi anh em ơi. Có dây chuyền trực tội đến từ support. Dọn nó cái tân lính rồi chết cũng được, kích tăng tốc pha. Ê, kích <laughs> <laughs> tăng tốc pha chạy có mắt, Cắm mắt xuống quy cái. À. à. <cười> <cười> uh, 2 mega nhá anh em nhá. 2 mega cho đội oh, bao trong ván này nhờ để con rách này nhờ một cái tp deep tp gap anh em ơi nó một mình nó ăn hai mega rồi đó các bạn xong lại còn một con baron cũng là cái áp lực dịch chuyển để từ bao ép một con olaf phải về nếu nó không về là bị thua game nếu nó về thì đồng đội của nó team fight thua thôi cái bot nó đang không xanh raven này thực sự là bị on shot tới hai lần liên tục rồi Vừa rồi Raven đã ăn được mạng uh, xả tiền nội tại một chút nhưng mà face check và con rách này thì đi thôi anh em. Tầm hai đồ giữa nó sót thì tầm ba đồ trở lên là kiểu gì một combo cũng chết anh em ạ. Ảo đam ha. Đây đã có thể gọi là thời điểm mà con rách nó đã scale được rồi. Và tất nhiên là nó chưa dừng lại ở đó. Nó càng đánh nó càng scale khỏe hơn nữa. Tận thế Ragnarok bật W giảm đam và bốn người quay nhưng không giết nổi. Ô, đáp khỏe ha lại lén lén ra khu đường giữa bắt Raven nhưng mà tầm này thì Raven nó bắt đầu bắt đầu nó có cái sự cảnh giác cao hơn rồi. Sau hai pha bị on shot thì chắc là Raven cũng không dám đánh láo rồi anh em. Bị lên lăng cấu rỉa nhưng mà có khả năng phục hồi đến từ một con Nidalee chỉ là con rồng này cũng hơi căng căng con rồng này. Không tầm nhìn anh em ạ. Đối phương lao lên tấn công trong lúc mà team của The Bao đang có ý định di chuyển ra để cạnh tranh rồng. Hay là đồng đội đánh rồng mình đi đẩy lẻ nhờ đứa bao nói tôi sẽ đi lấy lẻ ván này đó. Olaf trên top, mình sẽ đầy mid. Mình đánh theo kiểu là đánh trái trái cánh cùng với con Olaf anh em nhé. Nó đánh cánh nào thì mình đánh cánh còn lại là được. Đây, đối phương mất 1 mega nữa rồi này. 3 mega thì sao? Một mình được bao ăn 3 mega, ok, thoải mái luôn. Sau đó thì có thằng nào yêu máu đấy. Ê, một mạng dành cho đờ bao, sau đó thì có lồng đèn, có hoa tử linh hồi máu. Làm hết anh em ạ. Thread thì tốc biên kéo án tử xịt rồi. <laughs> ờ uh, đối phương chết hai người lếp lăng bị bắt lẻ một mình đứa bao không như ăn được ba mega lại còn không chết ờ uh. máu hơi yếu rồi nhau nhá tốc biến chưa hồi đang cố gắng proxy một tên bay thẳng vào ờ uh, sao lại bớt sát thương kỳ vậy ta sao bị yếu đam vậy anh em sao chưa cuối rồi nhưng mà nó chưa có đam anh em à <laughs> sao là đánh quả hổ báo thế giật ra ăn rồng là đẹp rồi ba mega ăn rồng sau đó thì baron hai là end anh em ạ à. Nó vào cái thế đúng là đối phương đang không thể ăn nổi trụ Vì không có dịch chuyển của con Olaf Nó khỏe đó các bạn Nếu mà PK với nó chưa biết có win hay không đâu Nhưng căn bản là mình đánh theo kiểu chụp giật mình không có đánh trực tiếp Đi đẩy lén thôi nhưng mà sao team vẫn giao tranh thua thua kiểu gì nhở Một mình có Olaf này không thể hầu 3 mega được các bạn Bây giờ con Olaf về đường dưới đúng không? Mình TP tốt. Nó bị cản rồi, nó bị ở lại đường trên anh em ơi, TP bot end game anh em ơi, TP bot được luôn này. Uh, ít nhất là một trụ bảo vệ ở chính nhá. Team thì bị chết lẻ xong rồi mất linh hồn rồng luôn ạ. À. Vãi mất linh hồn rồng nước nhưng mà không sao. Một trụ bảo vệ nhà chính. Không có lính à? Một mình con Olaf này nó không thể chơi bao sân theo 3 mega được các bạn. Nó chỉ có thể đét được 1 mega thôi. Nguyên Win Winien, Nguyên Winien, Nguyên Win <laughs> Win hey, lại còn lại có cái thiên mệnh khả biến nữa. The the same. À. mà không sao cái thế 3 mega cùng với một trụ vậy là chính như này là cái thế mà rất dễ backdo này. Rồi đối phương sẽ không dám ra Baron. Mà ra Baron bây giờ kiểu gì cũng phải có người ở nhà đép. Người ở nhà dép là ai ạ? Là Leblanc Lăng. Vì nó nó là con tướng có dịch chuyển các bạn. Mà Leblanc Lăng lại không phải là đối trọng 1-1 một một cùng với con rách của Đờ Bao. Cái vấn đề lớn như vậy đó. Con Olaf mới là con phải một một với con rách này khỏe Thì nó lại không có dịch chuyển Nếu nó ở nhà đép thì mình ra mình đánh Baron là 5 đánh 4 rồi Lúc nào các bạn cũng cảm giác là cái game đấu nó sẽ không quá khó Bởi vì là cái khả năng out macro của bên phía team 2 Nó rất là dễ Còn đối phương thì Đối phương vào một cái thế rất là tù Chẳng biết là phải đánh cái kiểu gì cho nó lật lại game này luôn Team chờ tôi cái anh em ơi Yone nhưng không có TP đường giữa đang có một pha solo giữa As cùng với Leblanc. Baron nhỉ? Baron sao nó mở ngược trở ra được đấy? Olaf đứng dưới không có TP này, còn Olaf này không có cách nào để nó ra Baron được hết anh em nhá Bây giờ thì Q3 lao lên đến từ vị trí của Yone. Một pha bật phản công lao vào án tử hay, đó là mạng dành cho sách của đội bao Leblanc chết với nửa cây máu sau đó tới lượt Raven còn tốc biến đến từ đội bao. Liệu rằng có vào được đạo... Ô Raven chủ động va chạm luôn ạ à. Va chạm, va chạm này, one shot luôn anh em ạ à. 400 AP one shot là dễ, lồng đèn quăng ra, án tử tốt đến từ Threat luôn Bật E đấm đối phương Lee Sin còn tiết Vỡ tiết và chết luôn Ok chưa? Sức mạnh của Jack Late Game này, nếu như ở ván này mà không fit Thì game nó đã dễ rồi Nhưng mà... <laughs> đối phần đầu hàng anh em <laughs> Nhưng mà cứ phải fit để làm content chứ anh em GG nếu mà có một cái thanh thank for carry the ball. Ask cảm ơn the ball vì đã carry. Nếu mà có cái thông số lên trụ về mặt sát thương ấy các bạn. Thì con rách ván này sát thương lên trụ nó cực kỳ nhiều luôn á. Ván đấu cực kỳ chịu khó để lẻ đấy từ the ball. Và rách AP thì các bạn nên chơi tăng tốc phai anh em nhé. Nó rất là cần thiết cho những tình huống đánh chụp giật như thế này. Vì nó sẽ thua kèo nhiều con đó. Nó không giống như rách đánh bằng rách... Ôi vẫn lead đam à? Nếu mà rách đánh bằng kiểu quyền năng bất diệt đường trên hoặc là chinh phục gì gì đó thì mình nghĩ là cái tỷ lệ win rate của nó vẫn rất cao và nó thắng được nhiều đấu sĩ đó. Nhưng mà đối với con rách AP thì bạn cần tăng tốc pha, nó rất là hữu dụng cho những tình huống cù cưa câu thời gian trong lúc đi proxy mà bị đối phương bắt hoặc là cho những tình huống đẩy lẻ trộm dần như vậy. Vẫn là người lead đam anh em nhé. Mặc dù đầu trận các bạn thấy fit nhiều, fit nhiều, đi xin xanh ông xanh. Một cuối trận giải quyết câu chuyện ly xin rất dễ, giải à. quyết câu chuyện Olaf tốc hành cũng dễ. À, uh, không xem đam lên trụ à ông? 1000 LP, điểm. Hai cái vinh danh và mồm. Nhưng mà không được xem sắp thương lên công trình rồi anh em à. Nếu mà có sắp thương lên công trình chắc là đời bao cũng sẽ dẫn đầu mà thôi, bởi vì là ván này để lẻ quá nhiều trụ của đối phương đi. Một mình ăn 30 ga đối phương nữa anh em. Rồi à, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi một giáo án của đời bao với con bài Jack AP đẩy lẻ. Ngày hôm nay là một kèo đầu cũng tương đối khó khi đụng độ cùng với olap nhưng mà vẫn có thể skill được đến từ đời bao và khi skill được con Jack này nó vừa có sát thương để oan sót xạ thủ đối phương vừa có khả năng đẩy lẻ cực kỳ khó chịu với những cái món trang bị kiểu như đánh đa so cùng với kiếm tay ưa hẹn gặp lại anh em mình đón khác trên kênh văn tùng nhá bye bye, bye.